Kính chào quý vị đang đến với chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, dịch COVID-19 hiện đang bùng phát tại rất nhiều nước trên thế giới. Kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung bị đảo lộn sa sút, nhiều ngành sản xuất kinh doanh lâm vào khó khăn do hoạt động bị dừng, bị cắt, nguyên liệu bị thiếu thốn, trong đó có ngành dệt may. Giao thương giữa các nước bị đình trệ, xuất khẩu của ngành dệt may lâm vào bế tắc. Để hiểu rõ hơn về khó khăn của các doanh nghiệp trong thời gian này, mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng Zin khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Từ cuối năm 2019, doanh nghiệp này cũng đã ký nhiều đơn hàng đủ để sản xuất cho hết quý 1 năm 2020. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đó, dịch cúm COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc và cho đến hiện tại, dịch bệnh này đã lan ra toàn cầu. Châu Âu và Mỹ, hai thị trường lớn nhất nhập khẩu sản phẩm dệt may của Việt Nam, quyết định đóng cửa biên giới để chống dịch. Do đó, gần như toàn bộ các đơn hàng đã ký kết với các đối tác tại hai thị trường này bị hủy hoặc dừng sản xuất. Bắt đầu vào sau Tết thì họ thông báo là năm nay sẽ cơ đơn hàng sẽ bị giảm. Thì mình cũng hiểu rằng là cái dịch như thế thì chắc chắn là cái dự báo của chúng tôi cũng thế. Thế nhưng mà gần đây thì họ hủy đơn hàng. Thì cái khó khăn của chúng tôi như thế nhưng mà cố gắng là tao là hiện nay ấy, thì thị trường là EU và thị trường Mỹ là không xuất được, thì chúng tôi chuyển sang sản xuất online. Nhưng mà hiện nay hàng online đang nhập online như tuần vừa rồi là chuẩn xuất đi 1-2 công vào Mỹ, nhưng mà hiện là online thì hãng tàu cũng không có nhận hàng nữa, vì bên kia không có người nhận hàng. Đấy, em thấy vừa rồi vải trước khi vào công ty em thấy là vải xe tải vải chở về đó, nhưng mà hiện nay vải về để nhập theo hợp đồng và nhập theo kế hoạch sản xuất thôi, nhưng mà khách hàng thông báo là chưa sản xuất đã, để tạm thời đã. Như vậy là công an Việt Nam hiện nay là Bình Hòa đang cũng đi may khẩu trang ấy, không cắt mà chỉ đi may lại khẩu trang ấy, để làm sao giải quyết cho công nhân có việc làm trong những cái vụ, những thời vụ như này. Do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, lượng cung cầu của thị trường, nhu cầu trao đổi hàng hóa, các hoạt động giao thương giữa EU với các đối tác trong đó có Việt Nam cũng bị hạn chế. Nhu cầu mua sắm hàng hóa không quá thiết yếu như hàng dệt may, da giày, đồ gỗ, điện thoại. Đây là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tại thị trường EU, giảm, nhiều đơn hàng bị hủy hoặc lùi thời hạn giao hàng. Đến khoảng giữa tháng 3 vừa qua, thì các cái vấn đề về vướng mắc về cung cấp nguyên phụ liệu từng bước đã cải thiện. Tuy nhiên, thì đến trong vài ngày vừa qua, thì các cái nhà mua lớn ở các cái thị trường như Mỹ hay là EU thì đã có các cái các cái yêu cầu ấy là đối với các cái đơn hàng trong tháng 3, hủy một số đơn hàng trong tháng 3 và hoãn và dừng đơn hàng trong tháng 4, tháng 5 và đơn hàng trong tháng 6 thì tạm dừng chưa đàm phán. Hàng hóa nhập khẩu vào các nước EU bằng đường hàng không cũng bị ảnh hưởng đáng kể do nhiều chuyến bay bị hoãn, hủy hoặc cắt giảm. Ngoài ra, vận tải nội khối cũng rất khó khăn do một số quốc gia siết quy định kiểm soát biên giới. Trước tình hình đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tìm kiếm các thị trường xuất khẩu thay thế cho các thị trường đang gặp khó khăn. Dù theo đánh giá, cũng chỉ giúp duy trì đơn hàng tối thiểu cho các doanh nghiệp vì hai thị trường đang gặp khó khăn là EU và Mỹ đang chiếm tới 70% sản lượng xuất khẩu của doanh nghiệp dệt may và da giày Việt Nam. Với các thị trường lớn còn lại như Nhật Bản và Hàn Quốc, việc xuất khẩu cũng gặp khó vì hai quốc gia này cũng đang bị dịch COVID-19 tàn phá. Đầu ra bế tắc, không có đơn hàng để sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã tính đến phương án cho người lao động nghỉ việc. Các cái hàng hóa nhập khẩu của nước EU thì chắc chắn là về bằng đường không thì sẽ bị ảnh hưởng là nặng nề nhất. Bởi vì là hiện nay chúng ta xuất khẩu khoảng 60% là qua đường biển, khoảng 39% là thông qua đường hàng không. Thì có thể là trong thời gian tới với những cái chính sách mà liên quan đến các cái chuyến bay bị hoãn rồi bị cắt giảm thì nó sẽ ảnh hưởng tới các việc lưu thông hàng hóa. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng thì cục sẽ tiếp tục rà soát lại những cái thị trường trọng điểm của ta, đặc biệt là những cái thị trường mà chưa bị chịu bị ảnh hưởng bởi cái giảm nhu cầu để có những cái biện pháp thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này, đồng thời là tăng cường xúc tiến hoạt động xuất khẩu trở lại sang thị trường Trung Quốc như là thị trường Hàn Quốc, thị trường Nhật Bản, là những cái thị trường mà khi mà cái việc kiểm soát dịch bệnh cũng đang dần có tín hiệu khả quan hơn. Đồng thời thì trước những cái khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là liên quan đến việc là doanh nghiệp bây giờ đang bị
bị lùi giãn tiến độ giao hàng, thì một số những doanh nghiệp đang phản ánh là đã đưa hàng ra cảng rồi, tuy nhiên là do chưa thể đi giao hàng được, cho nên là sẽ phải chịu những cái khó khăn về cái chi phí lưu công lưu bãi ở tại các khu vực cảng biển. Hiện nay là doanh nghiệp của chúng tôi khoảng ngày 5 đến ngày 15 thì sẽ ngưng khoảng 50%. Hiện nay thì đã ngưng 5%, còn lại 50% thì đang sản xuất những ngày 10 đến ngày 15. Nếu như mà thị trường Nhật và thị trường Korea họ tiếp tục giảm thì đây là một khó khăn, là phải ngưng tiếp khoảng 2-3% nữa, như vậy 6-7% là nhân viên không việc làm. Theo dự báo, tình hình xuất khẩu của ngành may trong thời gian tới sẽ chưa có nhiều chuyển biến tích cực cho đến khi nào dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Điều đó đồng nghĩa mục tiêu xuất khẩu 42 tỷ đô la Mỹ trong năm nay của ngành dệt may khó lòng đạt được. Hy vọng rằng chính sách của châu Âu cũng như châu Mỹ sẽ khai thông nó lại. Dĩ nhiên nó không hoàn toàn đâu, mà nó sẽ ảnh hưởng cũng lớn, nhưng nó mở ra con đường thì những cái lô hàng, những kế hoạch đơn hàng của khách hàng trước đây bây giờ ta phục hồi lại, thì nó cũng giúp cho cái cơ hội cho dệt may ổn định trở lại. Nhưng theo tôi chắc chắn nó không thể phục hồi hoàn toàn trước mặt, thời gian nó sẽ kéo dài. Cho nên bây giờ các doanh nghiệp dệt may cũng như hội dệt may đó chỉ mong rằng, thấy không, cái quy luật của cái thế gian này á, rồi nó lên đỉnh rồi nó xuống, dịch bệnh nó cũng sẽ dừng lại. Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp dệt may trên cả nước đã phải đóng cửa nhà máy, tạm dừng hoạt động sản xuất. Theo nhận định của đại diện Hiệp hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh, nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp cho đến hết tháng 4, có thể 50% doanh nghiệp dệt may phải đóng cửa vì không có đơn hàng. Kể từ đầu năm đến nay, ngành dệt may đã chịu khó khăn kép khiến nhiều doanh nghiệp ngành lâm vào cảnh điêu đứng. COVID-19 khiến nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc bị đình trệ. Vấn đề này vừa được giải quyết thì đến lượt đầu ra làm bế tắc. Nhiều doanh nghiệp buộc phải đóng cửa vì không có đơn hàng. Với những doanh nghiệp còn duy trì hoạt động cũng đang vật lộn tìm những giải pháp tạm thời để thích ứng trong bối cảnh khó khăn hiện tại. Vậy những giải pháp đó là gì? Xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên kênh truyền hình VTV. Hiện tại tôi đang đứng tại công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc và xuất khẩu Vitgarment. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, công ty đã buộc phải cho người lao động luân chuyển nghỉ việc từ 50 đến 60% do không có đơn hàng để sản xuất. Tuy nhiên, công ty vẫn đảm bảo chế độ cho người lao động từ lương đến bảo hiểm xã hội. Đây cũng là thực trạng chung của rất nhiều công ty may mặc xuất khẩu trên cả nước do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Từ trước Tết, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc xuất khẩu Vitgarment đã ký đủ các đơn hàng để sản xuất hết quý 1. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát trong thời gian đầu, không ảnh hưởng nhiều đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành các đơn hàng đã ký, thì bắt đầu từ quý 2, các đơn hàng bị sụt giảm nghiêm trọng. Đơn hàng sụt giảm, nhưng để duy trì hoạt động, doanh nghiệp này đã cho người lao động thực hiện chế độ nghỉ luân phiên, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi trong thời gian nghỉ. Tình hình dịch cúm COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến cái tình hình sản xuất của công ty, đặc biệt là đối với người lao động. Thì hiện nay là đơn hàng sản xuất của công ty miễn giảm, do đó là công ty sẽ cho công nhân là nghỉ việc luân phiên, tuần làm một tuần, nghỉ một tuần, và trong thời gian đó nghỉ việc đó, công ty vẫn trả lương đầy đủ cho người lao động để đảm bảo quyền lợi và đời sống của người lao động. Chị thì cũng rất lo ngại về dịch khác hiện nay, vì sợ trong công việc thì bọn chị phải nghỉ luân phiên ấy, thì ít thu nhập để nuôi sống nhà. Thường ra em hay làm thêm một tiếng đến một tiếng rưỡi, nhưng mà do đợt này COVID-19 này bọn em chỉ làm việc được nghỉ trước tầm một tiếng hoặc một tiếng rưỡi, thậm chí còn làm một tuần nghỉ một tuần, xong công ty vẫn trả đủ lương như bình thường. Còn tại doanh nghiệp này, trong trường hợp xấu nhất, buộc phải cho người lao động nghỉ việc tạm thời. Tuy nhiên, nếu tình hình đơn hàng cải thiện trong thời gian tới, công ty sẽ cho người lao động làm thêm để bù vào những ngày nghỉ.
Ngay sau khi đại dịch kết thúc thì chắc chắn cái lượng đơn hàng dồn về rất nhiều, và lúc đó lại đòi hỏi rất lớn về tiến độ giao hàng và tiến độ thời gian để bù cái khoảng thời gian mà chúng tôi phải chờ đợi không giao được hàng và không có nguyên phụ liệu. Thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án họp để cân đối lại cái kế hoạch, để có những cái hành động cụ thể và kế hoạch cụ thể để ngay sau dịch chúng tôi tổ chức lại sản xuất để cố gắng vẫn phải hoàn thành cái mục tiêu kinh doanh của năm 2020 này. Với những doanh nghiệp không còn đơn hàng để sản xuất thì một phương án khác được thực hiện là sản xuất khẩu trang. Đây được xem là giải pháp tốt nhất đối với các doanh nghiệp dệt may vì nhu cầu khẩu trang trong thời gian này là rất lớn. Nếu như mà các cái hàng hóa sản xuất để mà xuất khẩu sang nước ngoài là nó cũng khó khăn kéo dài, thì đơn vị sẽ chuyển hướng sang là gì? Là trước mắt là sản xuất cái khẩu trang để mà duy trì sản xuất. Chúng tôi cũng đang kiến nghị với Bộ Công Thương, với các ngành cho chúng tôi sản xuất khẩu trang. Hiện nay là đang tập trung vào test mẫu, test các tiêu chuẩn để vào châu Âu và Mỹ và các nước để sản xuất khẩu trang cho xuất khẩu. Hội cũng như cùng với các doanh nghiệp đang đề xuất với nhà nước là cho phép sản xuất và xuất khẩu để giải quyết một phần khó hiện nay trước mắt. Thì đang chờ, nhưng mà tôi nghĩ rằng nhà nước nên thấy đúng rồi, được rồi thì quyết cho nó nhanh để nó giải quyết cái bức bách mà cái đối đầu của các doanh nghiệp hiện nay phải chấp nhận. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 30 công ty lớn vừa làm theo phương án này, mỗi ngày 500.000 khẩu trang được làm ra để cung cấp cho thị trường. Theo Hiệp hội Dệt may Thêu đan thành phố, nếu tính trên cả nước, số lượng khẩu trang được làm ra mỗi ngày lên đến 3 triệu chiếc. Con số này đã đủ đáp ứng cho thị trường trong nước. Hiện tại, mong muốn của doanh nghiệp ngành này là được xuất khẩu khẩu trang ra nước ngoài. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp dệt may đã lên những kịch bản ứng phó, dự báo trước thiệt hại, đặc biệt là xác định một số hướng đi mới trong thời gian tới. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực này đã đưa ra kiến nghị đề xuất với cơ quan chức năng để hỗ trợ tài chính, giảm thuế phí để giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay. Sau đây là những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Cái đề nghị đối với các cái đảng, nhà nước và các cái cơ quan chức năng của chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp là chưa phải về cơ quan thuế, là chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân trong năm 2019 và cho giãn nợ đến cuối năm 2020, và những các loại thuế khác thì vẫn được áp dụng nhưng mà cũng cho thời gian giãn nợ để đến cuối năm 2020. Đấy là đối với cơ quan thuế, đồng thời nữa là cho giảm cái tiền lãi vay để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp trong những lúc là khó khăn này. Cái thứ hai nữa được là miễn đóng cái bảo hiểm xã hội trong năm 2020 để được công ty là gì có cái điều kiện tài chính để tập trung vào để giải quyết trước mắt là phòng dịch. Thứ hai nữa là để mà đảm bảo để duy trì sản xuất và đảm bảo cái quyền lợi cho người lao động trong những cái thời gian mà dịch cúm vẫn còn đang hoành hành ở nước ta. Thứ ba nữa là đối với ngân hàng là để có cái chính sách hỗ trợ là giảm gì lãi vay và đồng thời là có cái thời gian là ân hạn để nộp cái tiền lãi vay và đồng thời là cả cái gốc lãi vay nữa. Đấy, là đến trong cái thời gian tới để làm sao mà công ty doanh nghiệp đã có cái khoản tài chính nhất định nào đó để mà duy trì sản xuất. Nhưng mà nhà nước không có chính sách cụ thể rõ ràng ngay ấy, mà cứ chờ hướng dẫn thì các doanh nghiệp sẽ chết và sẽ bị vào vi phạm luật về cái bảo hiểm xã hội. Tại vì làm các doanh nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp lớn này khi làm thuế thu nhập thì có lời bị đóng thuế nhiều ít, nhưng mà doanh nghiệp thì đóng trên đầu người, có nghĩa là cứ có đầu người tham gia bảo hiểm xã hội là phải đóng rồi. Cho nên họ không có cái nguồn kinh phí để đóng bảo hiểm cho người lao động. Mà thành phố, nhà nước, bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đang nghiên cứu và đến hôm nay cũng chưa có hướng dẫn cụ thể. Cho tôi mong rằng những cái chính sách của nhà nước ấy phải thực thi nhanh và khẩn trương để cứu vớt các doanh nghiệp nhỏ trong ngành dệt may. Chúng tôi cho rằng cần phải có những cái quyết liệt hơn
của Bộ Tài chính cùng các bộ ngành để cắt giảm các cái khoản thuế và phí cho các hoạt động của doanh nghiệp để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này, bao gồm cả các thuế thu nhập doanh nghiệp lẫn đến các sắc thuế về giá trị gia tăng cũng như các thuế đặc biệt và một số các thuế khác. Để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chỉ đạo các ngành hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động. Hy vọng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, Việt Nam sẽ vượt qua thời gian khó khăn này. Đến đây thì chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.